Chuyên Lê và Ngoại Triều xin thân ái kính chào quý khán giả Hồn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ năm trong tuần. Sau đây là bản tin Hoa Kỳ. Chuyên xin kính chào quý khán giả Hồn Việt TV. Sau đây là tin hai phụ nữ bị truy tố vì giết chết Sugar Daddy. Các ngón tay của ông để truy cập tài khoản của ông Cảnh sát ở Washington DC truy tố hai phụ nữ tội giết người vì sát hại một người đàn ông được các nhân chứng gọi là Sugar Daddy. Của những phụ nữ này, cô Audrey Miller, 19 tuổi và Tiffany Taylor Gray, 22 tuổi, cũng bị cáo buộc cắt ngón tay của nạn nhân để truy cập tài khoản của ông. Nghi phạm Miller và Gray bị bắt giữ riêng rẽ trong những tuần lễ gần đây. Khi nhà chức trách truy tìm nghi phạm trong vụ đâm chết ông Faisal mươi 53 tuổi, cách đây nhiều tháng, ông Mariam được tìm thấy đã chết với nhiều vết thương do bị đâm cùng nhiều thương tích khác trong phòng ngủ tại apartment của ông ngày 5 tháng 4. Trong số thương tích là ngón tay cái bên phải vì bị mất ngón. Ngón tay bị cắt đứt trong khoảng thời gian vụ giết người xảy ra hoặc sau khi ông Mariam chết. Miller và Gray là hai trong số năm nghi phạm. Những người kia là nam giới, trong đó một người được cảnh sát xác định là Tommy Watt, 34 tuổi. Anh này bị truy tố hồi tháng 5 vì liên quan đến vụ này. Cảnh sát tìm thấy bằng chứng cho thấy chất tẩy rửa đã được sử dụng để che giấu hoặc xóa bằng chứng nhằm che giấu hành động của các nghi phạm. Một số bằng chứng vẫn còn tại hiện trường như dấu chân, Đoạn video từ camera giám sát từ hành lang của tòa chung cư cho thấy hai nghi phạm ở trong đó. Trong buổi tối, ông bị giết chết. Nhiều ngày trước khi cảnh sát tìm thấy thi thể, đoạn video cũng cho thấy ba nghi phạm trở lại lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 3 tháng 4 để lấy đi nhiều món đồ của ông Teklamariam. Thượng nghị sĩ dân chủ đầu tiên kêu gọi Tổng thống Joe Biden rời khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Joe Biden đối diện với hoài nghi mới về khả năng tái đắc cử của ông từ bà Nancy Pelosi và ông George Clooney. Những người có thể tác động đến các nhà lập pháp dân chủ khác và nhà tài trợ, cũng như từ hai vị thượng nghị sĩ dân chủ. Trên đài MSNBC, thì cựu chủ tịch Hạ viện Pelosi cho biết là ông Joe Biden phải có quyết định nhanh nên ở lại cuộc đua vào tòa bạch ốc năm 2024 hay không bà nói thẳng bà muốn ông tranh cử. Ông Clooney rút lại sự ủng hộ trong bài xã luận trên báo New York Times nói rằng ông Joe Biden không còn là ông Joe Biden vào năm 2020. Trong khi đó thì lãnh đạo nhóm đa số thượng viện là Chuck Schumer phát đi tín hiệu nói với các nhà tài trợ rằng ông sẵn sàng ủng hộ một ứng cử viên khác ngoài ông Joe Biden. Trong bài xã luận vào hôm thứ Tư thì thượng nghị sĩ là Peter Welch cho biết rằng ông Joe Biden nên rút lui và thường nghị sĩ dân chủ đầu tiên thẳng thắn kêu gọi tổng thống rút lui. Một nhà tài trợ cho biết là các lãnh đạo của dân chủ sẽ ra văn bản bày tỏ lo ngại sau cuộc họp thượng đỉnh NATO nhưng không nêu đích danh ông Schumer. Phát biểu của bà Pelosi cho thấy là ông Joe Biden có thể phải đối diện với làn sóng kêu gọi ông rời khỏi cuộc chạy đua từ các đồng nghiệp dân chủ. Trong gần hai tuần qua, thì ông Joe Biden đã cố gắng ngăn chặn nguy cơ ra đi của các nhà lập pháp dân chủ, các nhà tài trợ và các đồng minh khác lo sợ là ông sẽ thua ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11, sau cuộc tranh luận yếu kém vào ngày 27 tháng 6. Tổng thống nhấn mạnh là ông sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và ông có thể đánh bại ông Donald Trump. Ông thừa nhận yếu kém trong cuộc tranh luận nhưng kiên quyết ở lại cuộc chạy đua này. Sau đây là tin chuyến bay của American Airlines hủy cất cánh sau khi gặp phải vấn đề lốt bánh đáp trên phi đạo. Một chuyến bay của American Airlines bị hủy sáng thứ Tư sau khi gặp phải vấn đề lốt bánh đáp trong lúc cất cánh ở Tampa, Florida. American Airlines cho biết chuyến bay đi Phoenix bị trục trặc mấy món trên phi đạo trước khi cất cánh. Theo phi trường quốc tế Tampa, sự việc xảy ra lúc khoảng 8 giờ sáng. Lốp bánh đáp của phi cơ bị trục trặc Đoạn video cho thấy một lốp phía sau rơi ra và bốc khói khi phi cơ tăng tốc trên phi đạo. Phi cơ lập tức giảm tốc độ và hủy bỏ cất cánh. Không ai bị thương, toàn bộ 176 hành khách xuống khỏi phi cơ an toàn và quay lại nhà ga. Hành khách sau đó lên chuyến bay mới khởi hành từ Tampa. Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez đề nghị luận tội các thẩm phán là Clarence Thomas và Samuel Alito của tối cao Pháp Việt. Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez vừa giới thiệu các điều khoản luận tội đối với các thẩm phán Clarence Thomas và Samuel Alito của tối cao Pháp Việt. Đề nghị này gần như không có cơ hội được Hạ viện thông qua. Để bãi nhiệm một quan chức bằng quy trình này, thì Hạ viện phải bỏ phiếu luận tội và Thượng viện sau đó phải bỏ phiếu kết tội. Phía Dân Chủ nhiều năm qua chỉ trích tối cao pháp viện vì các phán quyết nghiêng sang cánh hữu như là hủy bỏ quyền phá thai, mở rộng quyền súng và phán quyết công bố các cựu tổng thống được miễn truy tố vì hành động chính thức khi nắm quyền. Trong phán quyết đứng về phía ông Trump, bà Ocasio-Cortez cho biết rằng việc ông Thomas và Alito không khai báo vấn đề tài chính và cá nhân là mối đe dọa nghiêm trọng cho pháp trị. Một số dân biểu dân chủ thì cáo buộc ông Thomas và ông Alito vi phạm đạo đức. Các nhà hoạt động thì chỉ trích ông Thomas theo sau thông tin là ông không khai báo việc ông nhận chuyến du lịch cũng như lưu trú từ một nhà hảo tâm giàu có và cho biết là vợ của ông đã liên quan đến âm mưu để đảo ngược thất bại bầu cử vào năm 2020 của ông Donald Trump. Ông Thomas giải thích là ông xem chuyến đi du lịch là lòng mến khách cá nhân nên không cần khai báo. Ông Alito thì đối diện với chỉ trích sau thông tin lá cờ liên quan đến nỗ lực của ông Trump để mà đảo ngược kết quả bầu cử vào năm 2020 được treo bên ngoài nhà của thẩm phán ở Virginia và New Jersey. Ông Alito thì cho biết rằng vợ của ông đã treo cờ chứ không phải là ông. Thống đốc California Newsom cảnh báo mùa cháy rừng nguy hiểm hơn. Thống đốc Newsom hôm thứ Tư khuyến cáo công chúng California cảnh giác khi tiểu bang bước vào mùa cháy rừng nguy hiểm, theo sau đợt nắng nóng làm cho cây cỏ khô héo. Ông nói rằng trong hai năm qua, diện tích bị thiêu rụi thấp hơn trung bình. Nhưng năm nay có nhiều thách thức hơn. Từ đầu năm đến nay, hơn 207.400 mẫu bị thiêu rụi trong các đám cháy rừng ở California. Con số này cao hơn 5 lần trung bình của 5 năm trước đó. Mặc dù diện tích bị thiêu rụi lớn hơn, số đám cháy lại ít hơn. Với 3.543 đám cháy so với trung bình 5 năm qua là 3.659 đám cháy. Theo ông Joe Taylor thuộc Bộ Lâm nghiệp do phòng chống cháy rừng California Cal Fire, hai mùa đông mưa nhiều liên tiếp giúp cỏ phát triển mạnh trên khắp tiểu bang. Một số đám cỏ cao hơn 1 mét nhiều ngày gió mạnh và nắng nóng làm đám cháy lan rộng nhanh tuy nhiên đến nay chưa xảy ra thương vong và số công trình bị thiêu rụi cũng khá thấp ngay cả khi những đám cháy gần đây đe dọa oroville và mariposa ông taylor nhấn mạnh chúng ta phải đặc biệt thận trọng trong điều kiện khô nóng và gió mạnh như thế này Ông khuyến cáo người dân cắt cỏ lúc sáng sớm khi độ ẩm cao hơn và cẩn thận với cưa máy, máy mài, máy cày và các thiết bị khác có thể gây ra đám cháy. Trong hai tuần lễ vừa qua, California trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên đến 124 độ F ở Palm Springs và 110 độ F hoặc cao hơn ở khu vực Central Valley, miền Nam California và Bay Area. Virginia sẽ giới hạn hoặc uh, cấm điện thoại di động tại các trường công. Thống đốc của Virginia là Ken Youngkin vừa ban hành xác lệnh để mà giới hạn hoặc là cấm sử dụng điện thoại di động đối với khoảng 1.2 triệu học sinh của trường công, được ông gọi là phản hồi vấn đề sức khỏe tâm thần và học hành kém của thiếu niên. Xác lệnh vào hôm thứ Ba đã chỉ đạo Bộ Giáo dục Virginia soạn thảo quy trình để mà hạn chế dùng điện thoại di động trong giờ học như là túi hay là tủ cất điện thoại di động. Giới chức giáo dục sẽ cân nhắc ngoại lệ phụ huynh liên lạc với học sinh vì lý do cần thiết, cũng như trường hợp học sinh cần chăm sóc y tế hay trong trường hợp khẩn cấp. Quyết định này theo sau lệnh cấm tương tự của học khu Los Angeles Unified vào hồi tháng trước. Lãnh đạo của hệ thống trường công thành phố New York cho biết là ông cũng đang cân nhắc lệnh cấm điện thoại cho học khu lớn nhất Hoa Kỳ họ gia nhập nhiều học khu nhỏ hơn ra lệnh cấm dùng điện thoại hoặc mạng xã hội vì lo ngại điện thoại ảnh hưởng đến học tập cũng như là sức khỏe tâm thần của học sinh bộ giáo dục Virginia đến ngày 16 tháng 9 thì phải ban hành hướng dẫn về chính sách mới để các trường học áp dụng trước ngày 11 tháng 1 năm 2025 và thống đốc Youngkin cho biết rằng tạo ra môi trường giáo dục không điện thoại di động tại các trường công không những là biện pháp thận trọng mà còn là thiết yếu để mà thúc đẩy môi trường giáo dục lành mạnh hơn. Nơi mỗi học sinh tự do học tập. Sắc lệnh của ông trong Kinh nhắc đến nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, trong đó đưa ra kết luận thiếu niên đã dành hơn 3 giờ đồng hồ trên mạng xã hội sẽ làm nguy cơ sức khỏe tâm thần kém tăng lên gấp đôi. Hơn 1.5 triệu hành khách ở tại Texas thì vẫn chưa có điện sau cơn bão Barrow trong khi đợt nắng nóng nguy hiểm vẫn tiếp diễn. Hơn 1.5 triệu hành khách ở tại Texas vẫn chưa có điện tính đến tối ngày thứ tư, làm cho nhiều người không có điều hòa không khí giữa đợt nắng nóng nguy hiểm. 48 giờ sau khi mà cơn bão Barrel đã đổ bộ vào Gulf Coast, bão Barrel đã làm ít nhất là 11 người bị thiệt mạng ở Hoa Kỳ và 9 người khác ở vùng Caribe và hôm thứ tư tiếp tục mang mưa lớn đến khu vực